Những loại thịt mà người bị đường huyết cao hay tiểu đường không nên ăn. Thứ nhất, thịt chế biến hun khói nướng hoặc là tẩm ướp sẵn. Thịt hun khói nướng hoặc là chế biến sẵn thường chứa nhiều muối và axit béo bão hòa cũng như nhiều thành phần gây ung thư, chẳng hạn như là nitric. Thịt nướng chiên mà chứa nhiều dầu ăn để tự chế biến thì nên rất là nhiều dầu mỡ. Những thứ này rất là dễ làm tăng lượng đường trong máu hoặc là tăng cái mỡ nội tạng trong cơ thể chúng ta. Thứ hai là thịt lợn mà kho tàu hay thịt heo kho tàu đó. Thịt heo kho tàu được nhiều người rất là yêu thích. Tuy được làm từ thịt ba chỉ lợn, nửa mỡ, nửa nạc, nhưng thực tế lại chứa nhiều chất béo trung tính và cholesterol. Người có đường huyết cao, bệnh đái tháo đường sau khi mà ăn thịt kho tàu thường có xu hướng tăng mỡ máu nè, dẫn đến những cái rối loạn chuyển hóa lipid, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo thành đường trong máu và tăng lượng đường ở trong máu. Thứ ba, nội tạng động vật. Nhiều người thích ăn nội tạng động vật, chẳng hạn như là gan lợn, gan heo nè, ruột, rồi tim, rồi thận, thận. Tuy nhiên, nội tạng động vật chứa nhiều cholesterol và axit béo bão hòa, đồng thời chứa nhiều calo. Đối với người bệnh tiểu đường ăn loại thịt này rất là dễ làm tăng đường huyết. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.